Triển khai chương trình thỏa thuận về dự án hợp tác đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam trong lĩnh vực cải tiến sản xuất và chất lượng giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam. Trong năm 2018, hai bên đã tổ chức 4 khóa đào tạo 95 chuyên gia tư vấn người Việt Nam có đủ năng lực để tư vấn cho các doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp toàn cầu. Tại lễ khai mạc dự án Hợp tác Đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam năm 2019 vừa được tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải cho biết, dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia Hàn Quốc, 95 học viên được đào tạo theo quy trình tư vấn đã được Samsung áp dụng thành công. Năm 2019, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức 4 khóa đào tạo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nỗ lực lớn của Samsung Việt Nam khi triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong các chương trình hành động để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong nước. Được biết, dự án được triển khai trong hai năm 2018-2019 nhằm hình thành được đội ngũ 200 chuyên gia tư vấn hạt nhân trong phát triển công nghiệp hỗ trợ. Năm 2018 28 tư vấn viên xuất sắc đã được chọn để tiếp tục đào tạo chuyên sâu tại Hàn Quốc. Dự kiến năm nay, thời gian thực hành sẽ dài hơn và các học viên xuất sắc cũng được tiếp tục đào tạo tại Hàn Quốc vào năm 2020.